Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Thư viện Pháp luật. Ngày hôm nay, Thư viện Pháp luật xin chia sẻ một câu chuyện xót xa về nữ thẩm phán bị tạt axit và hành trình trở lại với nghề. Nhiều năm trước, báo chí từng đăng một câu chuyện xót xa về nữ thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan đã bị đương sự tạt axit, khiến cho gương mặt bị hủy hoại và sự nghiệp bị ảnh hưởng. Song cô không chịu an phận như thế. Niềm tin mãnh liệt đã cho cô sức mạnh để vượt qua những khó khăn và đau đớn để trở lại với nghề. Cô Loan, 55 tuổi, hiện là phó tổng biên tập của tạp chí Tòa án Nhân dân. Tốt nghiệp đại học luật, cô về công tác ở Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội. 16 năm sau, nữ thẩm phán năng động, nhiệt huyết đang trong thời gian quy hoạch làm phó chánh án thì bị tạt axit trước cửa nhà. Hung thủ là nguyên đơn trong một vụ án dân sự về tranh chấp đất đai mà cô xét xử trước đó. Tôi chưa một lần nhắc đến kẻ đã tạt axit mình. Tôi thấy nhiều nạn nhân mất nhiều công sức thủ án, đấu tranh để rồi tất cả đều đau khổ. Hơn nữa mình cũng không thể lành lặn như trước. Với tinh thần đó của tôi, chồng và hai con cũng đã không bị nhồi vào đầu những suy nghĩ tiêu cực. Cô Loan chia sẻ. Tôi là một người bản tính. Tôi không bị ngã gục, tôi cũng không bị buồn về những việc là tôi bị tạt axit. Cái là tôi sốc và tôi rất tôi đã phải khóc là khi mà con gái tôi lần đầu tiên gặp mẹ thì bị bỏ ra thì đã không nhận ra mẹ. Cháu nói rằng là không phải mẹ Loan, mẹ Loan sinh cơ. Thế là tôi đã chạy vào trong nhà vệ sinh và tôi khóc trong đó. Tôi đã đối diện với thực tế và hàng ngày tôi ngồi trước gương để tập từ 6 đến 8 tiếng. Tôi luôn luôn xác định cho mình một cái mục tiêu là tập. Bao giờ cũng phải tập hợ nhiều hơn là cái quy định của bác sĩ hướng dẫn. Tập liên tục và nỗ lực. Không ngừng. Tức là liên tục phải vượt qua cái ngưỡng đấy. Trong quá trình điều trị thì tôi luôn luôn động viên từ kinh nghiệm của bản thân là tôi. Và tôi cũng luôn luôn động viên các nạn nhân bằng không quan tâm. Và từ trước nay là tôi tiếp xúc các nạn nhân bằng tôi không bao giờ hỏi lý do họ vì sao họ bị bỏng. Bỏng axit hay bỏng gì, nếu người ta tự nói thì tôi nghe, tôi tư vấn là điều trị sẹo như thế nào. Bản thân tôi thì tôi cũng không bao giờ quan tâm đến đến những người đã gây hại cho tôi. Họ đã phải đi tù và ngay từ lúc tôi bị thì tôi cũng tin tưởng cơ quan pháp luật là sẽ bắt được kẻ đã gây ra cái tai họa cho tôi rất lớn như vậy. Và trong suốt quá trình điều trị là tôi cũng không bao giờ được nhắc đến những người đó. Và bởi vì nếu như mà mình nhắc đến thì làm cho chồng mình bức xúc, con mình bức xúc, người thân mình bức xúc và chính bản thân mình bức xúc, và cái cảm xúc tiêu cực đấy nó sẽ làm cho quá trình điều trị của mình chậm lại. Tôi luôn luôn nhìn thấy là mọi người hay đùa là tôi là luôn có cái nhìn cuộc sống là nhìn màu hồng. Đấy là một trong cái mà tôi phải điều trị thành để tôi điều trị thành. 9 năm điều trị, cô nói chưa một lần rơi nước mắt vì đau đớn hay tuyệt vọng. Lần duy nhất khóc bởi con gái vào viện mà không nhận ra mẹ. Vừa nhìn thấy tôi, con gái thứ hai khóc thét lên. Nó nói cô không phải mẹ Loan sinh của con. Vài phút sau khi bỏ chạy vào nhà vệ sinh gào khóc, tôi tự trấn tĩnh, quay lại thủ thị nói chuyện để con gái nhận ra giọng mẹ. Với người gây ra tội ác này là Nguyễn Tiến Dũng. Năm 2005, Nguyễn Tiến Dũng giúp hai người khởi kiện trong vụ án tranh chấp đất đai với thỏa thuận nếu thắng sẽ được chia một phần đất. Khi bản án của phiên tòa do cô Loan làm chủ tọa, không như mong muốn của mình, Dũng đã thuê Phạm Ngọc Hải tạt axit vào vị nữ thẩm phán để trả thù. Năm 2006, Dũng và Hải bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên 14 năm tù và buộc bồi thường 350 triệu đồng. Bất luận là vì lý do gì mà sử dụng axit để mà gây thương tích cho người khác thì đấy là một tội ác rất là lớn. Đặc biệt vào vùng mặt thì nó còn ác hơn cả là giết người đó. Không thể trở lại với nghề, cô Loan được sắp xếp nghiên cứu chuyên môn ở Viện Khoa học Xét xử Tòa án Nhân dân tối cao. Thời gian đó cô cũng tham gia xây dựng Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và nhiều thông tư hướng dẫn liên quan. Sau 2 năm cô được luân chuyển về vị trí bây giờ. Trong năm nay, khi nghỉ hưu có nhiều thời gian hơn, cô Loan nói sẽ tiếp tục và mở rộng việc giúp đỡ những người phụ nữ bất hạnh để họ có thể vượt lên chính mình. Từ việc xảy ra với cô Kim Loan có rất nhiều điều đáng để chúng ta suy nghĩ. Người ta có thể dễ nhớ đến những tiêu cực nào đó của những người giữ cán cân công lý khi phạm sai lầm, nhưng ít ai biết đến vị nữ thẩm phán như cô Kim Loan, một người vì không chấp nhận hành vi tiêu cực đã bị tạt axit, phải chống chọi vượt qua khó khăn và vẫn mạnh mẽ cống hiến hết mình ở vị trí công tác mới. Hy vọng qua video này, mọi người, nhất là những người làm việc trong ngành tòa án, có thể vượt qua những khó khăn, có thêm nghị lực sống và yêu nghề để thực hiện công bằng cho xã hội. Đến đây thì video của Thư viện Pháp luật cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video hữu ích tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!